Đó, cháu mình phải lao ra nhanh nhé, không là nó quật ra mất. Vừa dính rồi ba. Vừa xả xuống xong. Vừa xả xuống xong phát là không thấy lên. Là hình như kìa, giữa kìa các bạn. Đấy đây đây, mọi người nhìn nào. Lát nữa sẽ lại tát hai cái hú này các bạn nhé. Đắp luôn rồi ba. Đấy. Một buổi sáng của hai bác cháu mình là như này thôi. Sáng nào cũng có mấy cái bẫy bác đặt như này là sáng chỉ việc đi tát và lấy cá về. Nhưng hôm nay hơi nặng tay rồi đây này mọi người. Đáng lẽ là mấy cái dãy như kia phải đợi lúc về mới bắt vào ạ. Lại bắt sớm quá. Rút kinh nghiệm lần sau nhé. Vào trong này bắt trước xong mới quay ra đấy bắt sau. Bắt đây cũng hay là đi đã. Đi đã, gỡ con còi kia đã. Để lâu sợ nó dập mất chân, về nuôi nó khó. Để bác Thông nuôi ne cá vào các bạn ạ. Đặt ne cá vào trong cái bẫy này. Ý hồ, hôm nay nhiều dã man chưa. Ơi hiểu. Này mọi người nhìn này. Nó đang rỉa cái con cá chết. Cái này lát nữa mà tát thì nhảy đánh tách luôn. Đấy con cò đang nằm kia rồi. Cò bợ không phải cò trắng. Nước yêu nó đang cá đang trèo ra kìa bác ơi. Thế chưa gỡ cỏ à? Cháu không có xô quá. Điện ngay máy bác vứt đổ giường cô mà nhà. 0865. Mọi người ơi, phải tát cái này trước đã rồi mới gỡ con cỏ sau nhá. Không tát nhanh là cá nó lách hết ra ngoài này các bạn ạ. Nhìn kìa. Nó đang nhảy ra ngoài rồi. Ui giời. Nhảy kinh quá bạn, nhảy ra gần hết rồi, toàn cá to thôi. Yêu. Thế mọi người nhìn này, tát không nhanh nó nhảy hết lên này. Đấy, nhảy kinh lắm. Để mọi người, bác Thông vừa tát cạn cái này rồi. Các bạn nhìn này, cá này. Ui dồi ôi, hôm nay giá trị chưa. Nhảy canh tách như này. Nhìn thấy cá chưa? Đây, mọi người đăng ký kênh mình đi nhá. Ngày nào mình cũng ra video cho các bạn xem. Là buổi sáng mình sẽ đi thăm bẫy về bác. Ngày... Cá rắn. Ngày nào cũng có kết quả rồi. Cá rắn, cá cò. Đây mọi người thử đoán xem giờ bắt hết cái bẫy này thì được. Bao mấy cái xô như kia nhá. Bao nhiêu cân cả? Giờ mình đang gọi vợ bác Thông mang tiếp tế sang cho mấy cái bao nữa mà gọi bà đang không nghe máy đây. Một cái này không đủ của bác ạ. Không đủ. Ui dồi, nó lách hết lên bờ kìa. Lách hết đây, không ra bắt nó lách hết. Bác bắt nguyên ở cái gái này, nhảy nó xuống nguyên bắt cái này ốm. Ui dồi, dạ man chưa. Này đúng hôm bà Hạnh mà không đi thì nó lại vào nhiều. Qua cũng nhiều nhưng không đủ ra. Đặt cái bẫy. Mình đang gọi bà Hạnh ra trợ giúp đây mà không bà không nghe máy các bạn ạ. Giờ điện được phải bảo bà cầm thêm hai cái túi ra nữa. Không bắt nó một cái xô. Một cái xô. Không nghe máy chứ. Không nghe máy rồi bạn. Chắc bà ấy bận làm gì rồi. Vứt ngay đầu giường. Hay là tức tức đi rồi. Bắt xong cái này.
Ôi, cứ bắt xong cái này thì đã. Xong cái này khi mày phóng về, phóng về đủ ra bắt mấy cái bẫy chi. Nhìn nó nhảy, nó ra vãi. Đắp xong rồi nó nhảy ra ngay. Bắt không xuể. Giờ cạn như vậy là nó không mau lách lại được mấy thôi. Mọi người nhìn này, nó dồn lên dã man chưa, cả rồ toàn hôm nay can toàn cá dâu to à. Mình vừa điện bá Hạnh mang túi mang xô ra hỗ trợ rồi, kiệp này nhiều quá, cái sướng dã man. Ui rồi nó đang lách lên này, đây 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 mọi người. Đây này mới bắt có một tí ở chỗ gầu cái này, mẻ đầu tiên nhá. Mẻ đầu tiên đây này. Ôi giời. Cẩn thận đổ ra hết các bạn. Răng con to. Đây mọi người ơi, còn rất là nhiều, bắt không xuể. Rất nhiều. Còn hai bẫy ở phía bên trên kia nữa cơ. Hôm nay có khi hai bác cháu mình sẽ còn được nhiều hơn cả hôm qua nữa. Nhiều. Hôm nay nhiều đấy. Dã man nhỉ. Dã man tàn bạo. Con cò nó đợi mình đến gỡ lâu lắm rồi bác ạ. Thôi, chịu vậy thôi. Này các bạn này. Nó dồn lên này. Ui giời. Bất động luôn rồi, không dậy được nữa. Cá cá toàn cá. Này các bạn này. Ăn rô to. Ui giời ơi nhìn này. Bác ơi. Đấy. Nó dồn nó bờ này một đống luôn như này. Quá nhiều, bốc không kịp. Bốc không kịp luôn các bạn ạ. Nhảy ra hết. Này không bốc nhanh, nó nhảy ra gần hết đây mọi người. Nó đang nhảy ra đây này. À kìa, bác Hạnh đang đi ra kìa rồi. Tốt. Mọi người, vợ bác Thông mình vừa điện được bà ấy ra rồi. Bây giờ bà ấy mang thêm túi để ra hỗ trợ bác Thông bắt. Túi kia đầy mất rồi. Đây, bác nhặt đi cho cháu quay này. Lắm. Quá nhiều. Đây mọi người đã nhìn thấy ở đâu mà lắm cá rô như này chưa? Ui giời ơi. Quá nhiều. Nhặt không kịp luôn. Đây. Thấy nó cần nhảy ra bao nhiêu đây, đây mọi này. Người. Đây này, nhìn đây. Đây mọi người. Đấy. Mọi người nhìn kỹ ở trên bờ nhá. Đấy, nó dồn mà. Từng đống một trên bờ như này. Kìa kìa, nó cứ dồn đống luôn. Đống luôn đi. Đây mọi người. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, đây một đống luôn này bác ơi. Nhiều. Này tí nhặt làm sao cho hết được. Quá nhiều. À mấy con này đang định nhảy lên bờ đấy. Đang bị phát lỗi ra đi, phát cái nhà tù đấy. Đang gọi gỡ. Vâng. Cò đang gọi gỡ cá mới nhảy ra. Con cò vẫn đang đợi kia các bạn ạ. Phải bắt xong cái bẫy này thì mới lên gỡ nó được. Đây mọi người ơi, có thêm bác Hạnh nha, tăng cường. Đấy bác Thông đang sóc kìa kìa. Mẻ thứ ba rồi bác nhỉ. Lỗ hố này đây. Hôm nay nó nhiều dã man luôn bác. Đây này mọi người nhìn này, ôi dã man thật, cháu không nghĩ là cái đồng này nó làm cá rô như vậy. Đêm hôm qua bác phải đọc thần chú đấy, bác niệm thần chú cho nó quay về đây đấy, nó đi xa nó phải quay về, tập trung về đất trội. Trên kia còn con cò chưa gỡ các bạn. Nhiều như này.
nhặt liên tục luôn mọi người ơi. Hai bác nhặt mãi không hết. Đầy một bao rồi các bạn. Đây, và Hạnh vừa mang theo một cái túi lưới ra nữa nha. Bắt cá nó phải vậy mới gọi là bắt chứ anh nhỉ. Có nơi nào mà như vậy được đâu. Quê mọi người những cái chỗ như này còn nhiều cá không các bạn? Chỗ mình chim cò cá mú bắt không xuể luôn. Kiện có một ông đang mò kìa. Thế là hai bác đã bắt xong cái bẫy này rồi mọi người nhé. Sau 30 phút hì hục thì cũng nhặt hết được số cá. Đây là mẻ cuối cùng. Cho ra cái túi khác đi bác ơi, đầy lắm rồi. Đây bác đổ vào túi. Túi này mới nhìn rõ này bác ạ. Không đổ nốt cái túi này luôn vào luôn bà. Xong rồi để xuống dưới cho nó sống. Cái đấy để yên vậy, không có nhiều quán. Nó để vậy nó tiếp ngạt. Xong mình ngâm xuống nước mà. Đây cho ông đây. Để tạm đây các bạn nhé. Đấy, ý dã man. Bác Thông bác thử rơi lên nào. Mọi người, ui dồi ôi, cá này. Bắt cá như này mới gọi là bắt chứ. Chưa hết đâu các bạn, đủ. Còn hai bẫy nữa cơ. Bác nâng lên sẽ được yên không? Hơn chục cân. Chắc chắn. Chắc chắn hơn chục cân. Đây, ui dồi. Thấy chưa? Ui dồi ôi các bạn. Hơn chục cân. Mấy hố của bác cháu mình mà được nhỉ? Dã man chưa? Thế mà gọi bắt cá chứ bác nhỉ? Ừ, vậy mới gọi là bắt cá. Lại phải tháo nước vào để mai lại có cái bắt tiếp các bạn nhé. Ngày nào cũng bắt, ngày nào cũng có. Giờ mới ra gỡ được con cỏ các bạn nhé. Mải bắt cá quá, nó đợi đây khá là lâu rồi. Béo chưa thể thấy luôn. Sập mỗi một chân. Mỗi chân béo chay luôn. Lại một em có bợ nữa. Béo lắm cháu ạ. Để cẩn thận không lại chết mất như hôm qua. Béo lắm, con này béo lắm. Con này béo lắm. Mỗi ngày được con thôi là có bữa ăn. Ngày nào cũng có thành quả đúng không? Đúng rồi. Bà Hạnh đang tát cái bẫy thứ hai các bạn nhé. Lát nữa thì sẽ lại lên xem là bẫy này có nhiều như bẫy vừa rồi không. Mỗi bẫy cách nhau khoảng vài mét thôi các bạn ạ. Cái góc trên kia là có một cái bẫy nữa. Đây, bác đưa cho cầm nhé. Buộc cánh buộc chân rồi các bạn ạ. Ui, nó cắp, vẫn còn cái mỏ vẫn cắp ác. Ôi hồ. Có ơi sao mà lại dính bẫy thế này. Ui dồi. Nó mổ camera mình các bạn ạ. Nó mổ đấy, nhìn nó bóng. Tí vỡ cam. Camera là nó bóng ấy.
như mắt mình. Nó mổ máy quay. Mổ máy quay nó. Mổ đi, mổ đi, mổ đi. Mổ vỡ mắt cam này. Toi. Ôi ôi, nó há mồm này các bạn. Há mồm đòi mổ này. Loại này không cẩn thận là nó mổ ngay vào mắt đấy. Ngay vào mắt người. Đang lại đặt lại bẫy luôn chỗ này hả ba? Trong còn cái nào không? Cái đấy cũng chưa sập. À. Lội tuột xuống chứ có sập đâu. Cái bẫy kia bị trâu dẫm các bạn ạ. Dính được mỗi một con rồi các bạn ơi. Mấy cái trên này không sập. Không được chuột luôn hả ba? Không được chuột luôn, chuột nhiều ngay lắm. Hôm nào lại ra đây tìm có 33 hay không? Rồi. Để hôm nào nước nó lên mấy cháu mình lại đi bắt 33 các bạn nhé. Rất nhiều. Đặt bẫy ở đây trâu nó lội hỏng hết rồi. Con có bợ chiều qua còn sống không ạ? Còn sống. Vẫn có đang sống nguyên bác đang bó bột cho nó. À. Mọi người, bà Hạnh đang tát nốt cái bẫy số 2. Thì cái bẫy này số cá nó ít hơn cái bẫy bắt vừa rồi mọi người ạ, nhưng cũng khá là nhiều nha. Thì cái này để video nó đỡ dài thì mình sẽ không quay chi tiết cảnh bắt nữa, mà sẽ chỉ quay lúc tát này. Và lát nữa mình sẽ đục ra cho mọi người xem nha, là cái rãnh này bắt được nhiều không nha. Nhưng mà theo mình nhìn thì cũng là khá là nhiều đấy. Mọi người nhìn này, cá đang nhảy rất là nhiều. Để mọi người, nó dồn hết trong cái vũng này rồi. Đấy, cá lách lên bờ. Ở đâu nhiều cá như ở đây không? Cái này đắp lâu quá nó ra gần hết rồi. Lâu. Đắp ở đấy luôn còn có nó ra hết. Đắp lại phát là nhật kìa. Đây bà Hạnh đổ vào đây này. Đây cái bẫy này không được nhiều đâu các bạn. Để có bằng này thôi. Đây nữa. Ôi thôi, ra mất con. Hai con, đây này, trong này. Trong này. Đấy đúng rồi. Đây này, cái bẫy này được có bằng này thôi. Cũng cần được khoảng 2 cân. 2 cân. Được khoảng 2 cân. Còn một cái bẫy cuối cùng các bạn nhé. Bắt nốt. Hôm sau sẽ là hết, bắt hết cá ở đây thì sẽ lại chuyển sang chỗ khác để bắt. Rất nhiều cá. Còn cái bẫy cuối cùng nữa là về các bạn nha. Mọi người cùng đón chờ xem cái bẫy cuối cùng này có được nhiều không. Lát nữa đổ cái túi cá hôm nay bắt được ra mới khoái các bạn ạ. Chưa hôm nào bắt được nhiều như hôm nay. Mọi người, cái bẫy này tát cuối cùng nó ra gần hết rồi. Này là lúc đầu tiên đắp lại là nhiều nhất đấy mà. Mãi lên tát mấy cái bẫy kia là nó vọt ra ngoài hết rồi các bạn nhé. Nhưng mà vẫn còn. Cả nang cũng phải được đôi cân mà, không ít đâu. Đấy. Này tát vào cái là nó đi sạch rồi. Nó nhảy vọt ra hết.
động vòng phát. Nhưng mà không có cách nào không thể tát cùng một phát được ba bẫy à? Nào mang cái bát quái ra đặt. Đây mọi người, xong cái bẫy cuối cùng rồi. Ban đầu là nhiều nhất đấy bác nhỉ, thế mà sao nó vọt ra hết. Thôi cũng được khoảng hơn cân. Ấy mọi người nhìn này. Ấy thấy chưa? Đây vẫn còn một ít nữa. Cũng được hơn cân ở cái bẫy này. Chắc cân 2 cân. Còn 2 cân cháu nghĩ không được. Tầm hơn cân thôi. Đây mọi người nhìn cá này. Đấy, tuyệt vời luôn. Toàn cá rô đồng nha. Mấy cái bẫy trên kia thì toàn bắt được cá trộ các anh nhỉ. Xung quanh mênh mông toàn là nước. Phải tháo nước vào thôi. Sáng mai lại đi bắt tiếp mọi người nhé. Mọi người có muốn ngày nào mình cũng ra video không ạ? Bình luận xuống dưới để cho mình biết nhé. Nếu mọi người muốn ngày nào cũng ra video thì sáng nào mình cũng dậy sớm để theo bác ra đồng để thu hoạch những cái bẫy cá này. Bây giờ những cái chỗ này còn rất nhiều cá nên là khả năng sẽ bắt ở đây khoảng một tuần nữa mới hết. Sau khi bắt hết chỗ này thì bắt tới chỗ nào bác nhỉ? Rất nhiều. Để sau khi bắt hết cái vùng này thì bác cháu mình sẽ lên tít đằng trên kia để bắt mọi người nhé. Bác rất nhiều chỗ bắt. Lại đổi chỗ. Quanh năm không bao giờ hết cá. Nên mọi người cứ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đây mọi người, cái bãi trên này còn rất nhiều cá này. Đây mọi người nhìn, nhiều lắm. Hôm sau lại đổi chỗ lên đây bắt cũng được. Rất là nhiều luôn. Đây mọi người nhìn này, ui dồi ôi nó chạy. Dã man luôn. Hôm sau sẽ lên chỗ này để bắt tiếp nha. Đợi bắt hết trên kia đã mọi người. Chỗ này còn để dành nữa. Kìa mấy chú này ra để bắt ốc. Phía kia bác Thông đang xách cá trễ cả vài các bạn ạ. Nhiều lắm. Cái bãi này bắt cá rất là đẹp. Đây mọi người ơi, uy tín luôn. Một bọc to kia nữa kìa mọi người. Giờ sẽ về đổ ra mọi người nhé. Cá này bây giờ hôm nay bác bán hay là thả tiếp đây? Vừa bán vừa thả. Vừa bán vừa thả đấy. Này phải làm hơn chục cân rồi. Nay thì nhiều, nay hơn chục cân. Đây nữa này các bạn này. Nguyên cái túi kia đã tầm 4-5 cân rồi. Chỗ này nó nhiều. Bà Hạnh sẽ đạp xe về nhá. Về để cấp cứu cho những con hàng. Bây giờ phải về để đổ ra mọi người ạ. Có nó để lâu nó chết mất. Để lâu nó chết mất. Mọi người. Bây giờ đổ ra nhá. Hôm nay nhìn giá trị chưa. Mích. Đấy, hai bọc to. Toàn cá rô, thích không? À. Con kia thì mẹ hơn 30 cân. Con này hơn 20 cân. Chơi. Điền này. Đây con hôm qua hay con vừa xong đấy ba? Con hôm qua. Thế con vừa xong rồi. Con vừa xong rồi. À đây. Từ qua nay là 5 con. Đây từ qua nay bắt được mấy con các bạn ạ. Giờ để đây để cho nó lành lại xong đấy nuôi nhé. Loại này nó liền xương nhanh lắm. Cò bợ. Ô thấy con cò trắng hôm trước lại đâu rồi bác? Cò trước thả rồi, nó thuần nó thả rồi. À thả ra rồi. Thả nó vào với thiên nhiên rồi, với nó đi tìm bố tìm mẹ nó, hoặc đi tìm con tìm cá nó rồi.
Đấy cái con cò trắng hôm trước bác thả ra rồi các bạn. Đấy cái hôm mắc của bẫy chuột đây. Vài hôm nó lại về chơi. Vài hôm hết nó lại về đây nó chơi, nó lại thăm chủ nó. Xong nó lại bay đi, xong nó lại về. Vì nó ăn quen. Ngày nào bác cũng cho nó ăn cá nên là nó cứ thả ra nó lại về. Cho ăn cá mà muốn nó nhanh quen mà nó quen mà nó không đi đâu ấy, là cho mấy hột muối, đút một hai hột muối vào cái đít con cá mà cái trong bụng con cá ấy. Là nó ăn có muối là nó ra đồng nó uống nước nó không có độ mặn nữa là nó lại phải quay về mình. Đúng rồi. Còn không có là nó đi mất. Bác nuôi bao nhiêu con thì chưa con nào đi mất các bạn. Chưa. Đây một con nữa này. Đấy. Đấy con đấy mai thả. Con đấy mai thả. Con đấy liền chân chưa ba? Liền rồi. Liền rồi ấy, mai thả. Thế là có 4 con đang đợi liền chân để thả các bạn nhé. Đây này. Năm ngoái bác nuôi thả ra độ khoảng một đàn mười mấy con ấy. Cứ đến tối nó lại về trắng cả sân. Đợt này không thấy về nữa, còn có vài con lác đác. Mấy hôm nữa nó hết mùi nó lại nhớ muối lại cả. Vâng. Đây mọi người, bây giờ phải chia ra nhé, không nó đông quá nó chết, cũng chết mất cơ cớ. Cái con này bắt được bao nhiêu? Đây mọi người, mình quay cho các bạn xem nhé. Cá này mới gọi là bắt cá chứ. Quá là làm cá dù. Đấy mọi người xem có thể cảm nhận được là hai bác cháu mình bắt rất là tự nhiên, không hề là dàn dựng gắt ghép. Bởi vì những cái nào mà tự nhiên nhất thì người xem mới yêu quý mình, theo dõi mình lâu dài các bạn ạ. Cái này là cái có thật chứ không. Không, mình phải làm thật thì người ta mới xem, người không ta mới thích. Không thêm nếm đâu mà thật đi, bắt thật đi. Chứ nếu mà cứ diễn như mấy đứa trên mạng là chỉ được một thời gian là không ai xem nữa. Không ăn thua thì không thật. Ba cháu mình cứ phải người thật việc thật. Mắc hai con rắn liền. Hai vợ chồng con rắn đang thì hai quả rắn này. Thú vị nhỉ anh nhỉ. Đang thì đi nữa mà còn chân mầm mặt thì có anh không may là không may lại gặp ngay nạn. Vào ngay bẫy lúa không. Đúng là bờ rào che ngăn cách lối yêu đương. Đấy. Đây đổ nốt cái chậu này ra các bạn nhé, rửa qua nó đất đi là tí nó quen nước là sẽ thả ngao. Đấy. Có cả ít cá tia cờ bác nhỉ? Có, chủ yếu là con. Thì chủ yếu là cá rô các bạn. Nguyên cá rô đồng. Nguyên cá rô này nhiều. Đây hai con rắn nước đây trước đây. Đây mọi người, cá rô bác thả hết đây rồi. Hôm sau sẽ phải thay nước, nước ở đây trước nuôi cá chê giờ nó bẩn lắm. Đây mọi người, cá rô hôm trước bẫy được đây này. Ở đây bác còn nhốt con vịt nhỏ. Đây mọi người nhìn này. Cá rô bẫy được là bác bán không hết là bác thả xuống cái ao này các bạn nhé. Vài hôm nữa thay nước cho ao thôi bác ạ. Thả đặc ao các bạn ạ. Thì video của hai bác cháu mình ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây mọi người nhé. Thì mọi người yêu quý hai bác cháu mình thì like video, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ hai bác cháu mình nhé. Từ giờ là rảnh rồi, ngày nào mỗi ngày mình sẽ ra một video cho các bạn xem nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Trần Thông xin chào tất cả mọi người và các bạn. Xin kính chúc các bạn mạnh khỏe mãi mãi. Thân ái và hẹn gặp lại mọi người.